máy lên, bật công tắc kia đây, rồi đúng rồi, nổ máy lên nhá. Chưa biết đi xe máy luôn nha các bạn, kéo chậm thôi, kéo cái nhỏ thôi mà kéo to thế, nó xuống ruộng nhanh lắm ấy con. Rồi rồi đạp thắng lại, úi giời. Rồi hiện tại xe cần bán nha các bác, nổ máy lên cu. Em nay em quay cái xe này cho bác nha, em từ Sài Gòn chạy về nay, cái xe này đang cần bán nhá. Đấy, ai mà có mua thì liên hệ với em nhá. Rồi nổ máy lên, kéo ga vào kia, kéo ga tẹo ráp vào kia, kéo chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Rồi đúng rồi, đang dạy cung chạy thử nhá. Rồi cua đầu vào đây, quay đầu nào, quay đầu xem coi nào. Rồi bẻ hết cua, kéo ga nhỏ thôi, bẻ hết cua đúng rồi. Rồi kéo... rồi lái thẳng đầu này. Rồi đấy, thấy đẳng cấp chưa, ui đi được luôn, đi chậm thôi, đạp thắng này. Đấy xe của em thì các bác biết rồi nhá, xe em làm hàng chất lượng luôn. Đấy em bán nguyên bộ cũng được mà bán nguyên đầu cũng được nhá. Đấy anh chị mà có muốn mua thì liên hệ trực tiếp với em sớm nhất nhá, do ngày mốt ngày hai thì em cũng chuẩn bị đi lại Sài Gòn rồi, hiện tại là đang cần bán chiếc xe này nhá. Em có cả xe máy luôn nhá, hệ thống xe lôi này là cọc chết nhá các bạn, đi không cần chống chân nhá, xe bao cứng cọc lớn nhá, không phải xài cọc nhỏ nhá. Rồi đây cọc lớn này, đi rồi bánh xe, bánh xe sơ cua em không bán nhá các bác. Đó bánh xe sơ cua mà các bác mà mua thì nó mắc lắm nhá, thì cái bánh này không đã, cái vỏ không đã 600.000 này các bạn nhá. Rồi em chỉ bán xe và bánh lớn thôi nhá, bánh này của em là bánh hàng chạy 1 tấn không phải suy nghĩ nhá các bác. Rồi đó các bác mua cái này về kéo lúa kéo đồ thì thoải mái không phải suy nghĩ nhá. Đó bánh lớn trục lớn, ổ bi đũa nha các bạn nhé, không phải bi tròn nhá, này là xài bi đũa nhá, mình xài hai ổ bi đũa do nhà xe nhà làm chuyên để kéo nặng đấy. Đó xe này thì anh chị các bác cứ yên tâm nhá, hàng cứng chắc. Cu ơi cu trèo lên thành xe, cu đứng thử cu. Cu trèo thành xe đứng lên cho mọi người coi, đúng rồi trèo hẳn lên luôn, cứ để thế trèo lên luôn đấy các bác nhá, cho các bác đứng thử thoải mái luôn, không lật không nghiêng nhá. Đó đứng thoải mái luôn, đó cứ đứng thoải mái luôn nhá. Các bác có chở đồ, các bác dựng xe chất thoải mái đồ lên, không phải suy nghĩ về vấn đồ vấn đề là đổ xe nghiêng xe nhé. Ở quê mình mà anh chị nào mà có nhu cầu ấy, mua xe đi bán trái cây mà chuyển chợ ấy, sáng đi chợ chiều đi chợ, hoặc là xe bán cá bán rau củ quả gì liên hệ gấp với em nhé. Đó riêng xe này thì các bác yên tâm, đó giá công khai cho các bác luôn là 9 triệu nhá nguyên bộ, còn các bác mua lẻ thì cứ 4,5 triệu một phần nhá. Xe máy em bán cho các bác 4,5 triệu, còn thùng lôi bán cho các bác 4,5 triệu nhá. Hàng chất lượng cao chứ không phải là hàng yếu kém nhá. Đó, cho các bác coi cận cảnh luôn. Xe dễ chạy không phải chống chân. Đấy các bác mà mua thì tranh thủ em ở nhà em dạy cho các bác chạy. Khoảng chừng một buổi sáng là các bác biết chạy. Có xe rất chi là dễ chạy. Đấy, phụ nữ đàn bà chạy đêm chạy tối chạy vô tư luôn, em chạy từ Sài Gòn về được thì các bác biết rồi. Đó, xe này thì nói chung là chất lượng được bao khỏe. Máy móc nổ ok luôn. Cu về số nào, cu nhà em nó chưa biết đi xe máy nhá, cũng chưa biết nổ xe máy luôn. Rồi cu nổ xe lên đi thử tí nữa xem nào. Đấy em cũng chưa dám cho nó đi đâu, nhưng mà thôi xe này nó không đổ không té được nên cho nó chạy thử. Rồi bật máy lên, bật chưa. Rồi ga nhỏ, ui ga mạnh thế, ga nhỏ thôi, biết đi xe đạp điện mà kéo như thế à. Rồi đó anh khoái, anh đang xin đi kìa. Đó xe này thì nó bao dễ chạy luôn nhá, bánh xe của bọn em là làm nhíp nhá, không giống xe ở quê nhá các bác. Xe có hệ thống nhíp giảm xóc nhá. Nhíp này của em thường thường ở trong Sài Gòn em kéo tấn hơn tấn là vô tư đấy, 1,300, 1,400, 1,500 thơm, nói chung là không thành vấn đề. Em mới lên cặp bánh này chưa được chạy chưa được nổ 1 tháng là phải nghỉ dịch Covid nhá, em chưa sơn trước gì nhá. Rồi cũng chi là cứng chắc. Đó các bác cứ xem sắt xì thoải mái luôn, hàng vẫn còn bao cứng, thùng này các bác cứ chất đồ thoải mái luôn. Thùng này này hiện tại này em dùng để ngủ được nhé, còn các bác về các bác bỏ thêm đồ, các bác chế lại đồ một tí xíu nữa là các bác có thể đi bán trái cây. Đây cho các bác coi thùng xe nhá, đây thùng bao rộng. Rồi em không bán cây dù kia nhá, hệ thống quạt để ngủ trưa em không bán luôn nhá các bác, em chỉ bán xe thôi nhá, do đồ đoàn em vẫn gắn ở trong đó, nó có quạt ngủ trưa này. Đó quạt này em sử dụng quạt điều hòa nhá, đấy có quạt để ngủ trưa, có chăn đệm luôn. Đó cận cảnh cho bác coi đi Sài Gòn về như nào nhá. Đó hôm đi Sài Gòn về là
cứ thay ca nhau, ai thích ai mệt thì cứ chui vào đây ngủ thôi, ngủ thoải mái luôn nhá, xe chạy rất là êm, không có vấn đề gì hết. Đó, quạt quạt thì em sử dụng động cơ 12V nhá, em có bình 12V em vẫn bỏ trong Sài Gòn, những đồ đó em không bán cho xe nha các bác. Đó, xe máy đây, cận cảnh chiếc xe máy thì bóng đèn em mới thay, chứ không phải xài đèn chính của nó nhá. Bóng đèn đây là bóng đèn này em mới thay trong Sài Gòn, bình cũng bình mới, bóng đèn thì bao sáng, bật bóng đèn lên cung. Bóng đèn này thì sáng như ban ngày các bác, đúng không? Đó các bác thấy, bật nào các bác thấy đèn rồi, rồi tắt đi. Rồi cu về số này, cu về hết số mò rồi các con này, cu biết đi xe chưa? Về số mò này, rồi về hết số này rồi, đè máy lên, bật bật công tắc này, hệ thống em xài công tắc hệ thống tắt lửa nha các bác. Rồi đèn này, không cần bóp, cứ thắng làm gì con? Rồi ga hết cỡ này xem nào. Khúc đây, khúc quay đầu, khúc quay nào. Chạy lên số 1 đúng rồi, số 1. Rồi, ga nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng thôi, đừng ga mạnh quá, nó nhồm. Rồi, đi vào trong giáp ria. Rồi, hốt đầu qua đây. Hốt đầu cua qua đây, rồi. Đấy, xe này cua, tốc độ cua là bao gấp nha các bạn. Đấy, đường nhỏ này cua thoải mái vô tư, không phải suy nghĩ nhá. Anh chị chở hàng, chở đồ là cứ phải nói là thoải mái đấy. Đấy. Sao con cứ tắt máy đi hoài vậy? Con để máy lổ tí có sao đâu con. Rồi, lổ máy đây, đây nào. Nóng thì nóng. Về số đã, trước khi lổ máy nữa, về số cho hết số. Ờ đúng rồi, lổ máy lên. Để kéo ga nhẹ thôi, con kéo ga gì mạnh chứ ấy. Mở khóa chưa? Rồi kéo mở. Cô không biết lổ máy à? Không không biết, không biết xe đi xe máy. Đấy, thằng này không mới đổ mà. Đấy, em nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, rồi nổ máy đấy. Tại đang xài vô đục nha các bác. Tiếng lổ banh lóc luôn. Rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, cu lổ máy cu chạy ở đây vô xe nào. Chạy số nữa nào, chạy số 1 đúng rồi. Rồi, kéo nhẹ nhàng thôi. Rồi, chậm hết cỡ thế nào rồi. Đạp thắng ạ. Chân để vào thắng. Rồi. Cu lên số 2, đi số 1 chậm chậm thôi, không lên số 2, đi số 1 chậm chậm. Rồi, đi số 2 luôn. Chấp số 2 luôn. Rồi. Rồi ok, đi giáp vào ria này nào. Đi giáp vào ria. Rồi. Quay đầu thử phát nào. Rồi quay đi. Kẻ cua vừa thôi con. Đó, cái đường này rất nhỏ nhưng mà cua thì ok đấy các bạn nhé. Cua chưa hết đến già lửa đường đâu các bạn. Đó. Rồi. Cua đấy chưa cua được đâu. Khúc đấy không cua được đâu. Rồi, cua vô. Thấy không? Đường cua rất dễ luôn. Anh chị mà chở rau củ quả chuyển chợ bán không phải suy nghĩ luôn. Rồi, đạp thắng. Úi giời. Xem là xài thắng rồi chứ nó rất chi là ăn nhá. Xe em làm chăm chút, cẩn thận chứ không phải là ăn bảo đá đâu các bác. Đấy, các bác mua về là chỉ việc đi. Mẹ không đi được đâu.